cô gái lên mạng chỉ cách kiếm tiền trai từ Tinder, cộng đồng mạng chửi cổ là sai. Thực ra là hết cái buổi hẹn đấy họ cũng bảo mình là nếu như em đi với anh thì em sẽ được nhiều tiền hơn. Thế nhưng mình ngu gì, mình chỉ cần cầm 3 triệu lớn thôi. Và thế là mình ôm tiền và mình chạy thôi. Ủa sai là sao, vụ này là sao anh? Thì có một cái cô tên là Kimmy, cô lên YouTube á, cô làm cái clip nói những lần mình kiếm tiền ở trên Tinder. Cô kể với một cái vẻ rất là tự hào rằng á, mình đã kiếm được tiền như thế nào. Trong đó cô kể là hả, kết thúc buổi hẹn mình thường bảo bạn nam là anh có 200.000 tiền mặt không cho em đi taxi về, em chuyển khoản cho. Mình thường gặp các bạn nam rất là nice cho nên không ai đòi cả. Mỗi ngày như thế thường kiếm được 200 đến 500k. Mỗi tháng vài củ ngon lành càng đào. Cô còn vui vẻ theo kiểu là có lần là date với một anh ở quán cà phê này ra muộn nên mình nói luôn mỗi phút ra muộn là 100k, nãy ra muộn 30 phút nên đưa mình 3 triệu. Cứ buổi hẹn anh rủ về mình về nhà chơi nhưng mình ngu gì mình té luôn, thế lại có ngày 3 củ. Chửi là đúng rồi đúng không? Bậy. Và trong clip này sẽ giúp cho các bạn hiểu các bạn bậy ở chỗ nào mà nó ngắn ngay bây giờ luôn, đó là 3 chỗ. Đầu tiên, các bạn để cho cái mob mentality, herd mentality hay còn gọi là tâm lý số đông ảnh hưởng tới các bạn. Và cái thứ hai là các bạn đã bị dính với confirmation bias hay còn gọi là thiên kiến xác nhận hay còn gọi là định kiến. Và cái thứ ba là attention span, khả năng tập trung của các bạn quá tồi tệ dẫn tới chuyện các bạn không coi hết cái clip chỉ có 10 phút của cổ và các bạn đã sai hoàn toàn. Coi clip để hiểu. Đầu tiên, có bao nhiêu người đã coi hết cái clip của cô đó trước khi chửi cậu? Giơ tay lên. Tôi dám cá là cái số lượng người đó nói thiệt có thể kiếm được trên đầu bàn tay. Và những người đó là những người các bạn không thể thấy được comment trên cái clip mà cổ đang bị chửi. Bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng dám đi ngược số đông. Trong khi số đông sụp sôi, số đông ai cũng nhận là con nhỏ này nó có tội, con nhỏ này nó là một con nhỏ có cái thái độ, có một cái cách suy nghĩ vô cùng tầm bậy khi mà chỉ cho những người khác cái cách kiếm tiền từ trai. Ai cũng nghĩ như vậy. Mà mình đọc comment mình cũng cảm thấy như vậy nữa chứ. Rồi mình coi những cái mà tóm tắt lại rồi ngay cái tựa đề mà mình kiếm tiền từ Tinder thì rất dễ để khẳng định những cái thứ mà mọi người đang chửi là đúng, những gì mà mọi người đang suy nghĩ là đúng và chúng ta cứ đi theo mà thôi. Đó là mob mentality. Mob mentality hay còn gọi là herd mentality là một cái chữ mà tiếng Anh có thể gọi một cách đơn giản, đó chính là tâm lý đám đông. Và cái tâm lý đám đông này thường thì nó dẫn tới là đám đông cuồng nộ ở Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta rất dễ thấy khi bất cứ có một cái drama nào nổ ra là có nguyên một đám nhào vô chửi rủa xỉ vả, và rất khó để những người có tỉnh táo có thể ảnh hưởng được với đám đông đó là các bạn đang sai. Và những người đó thường sẽ không có dám mở miệng ra, tại vì nếu mà mở miệng ra thì rất có khả năng là sẽ bị chửi, mặc dù cái điều đó là đang là điều đúng ha. Cái này các bạn có thể thấy rất là dễ khi mà các bạn coi clip của anh Dì Lèo. Các bạn bấm share clip Dì Lèo, bảo đảm sẽ có những cái nick ảo, bảo đảm sẽ có những cái nick bạn bè của mình vô. Mày share của thằng đó, trời đất ơi là trời, công an bắt mày bây giờ. Không bao giờ bạn của bạn nói được là tại sao lại bắt ở điều nào, khoảng nào, luật dân sự, hình sự, vì lý do gì, mà nó chỉ nói đơn giản là ông này phản động lắm, trời đất ơi, hôm bữa tao nghe nói, tao nghe. Không có một cái bằng chứng gì hết trơn, nhưng bạn cũng sợ bởi vì có 2-3 người nói, trong khi chỉ có một mình bạn xe thôi. Cái bạn thôi mình xóa xe đi. Và bạn cũng không dám trả lời lại, bạn cũng không dám cãi lại, bởi vì có thể là những đứa đó nó sẽ nặng lời hơn, nó sẽ chửi bạn, mà bạn làm sao dám chửi lại, có 2-3 người cùng chửi. Mà nếu bạn lên một cái clip thì sẽ trong đó có rất là nhiều người còn chửi bạn nữa. À mày cũng là bạn của cái con mà cô bằng mà đi làm tiền trai này phải không? Vô chửi thì bạn chịu không nổi, bạn xóa comment cho nó nhẹ đầu. Và cái năng lượng tiêu cực đó nó rất khó có thể để mà chống lại. Thực sự bạn nào mà rảnh coi cái clip mà tôi bị chửi đi, các bạn sẽ thấy chỉ 12 phút thôi, nhưng mà tôi hy vọng là các bạn có thể coi clip đó. Chửi mà có gì đâu, ở trên mạng thôi. Bạn coi clip đó đi từ đầu tới cuối, nó chửi tôi thôi, nhưng bạn coi có đủ khả năng đi coi hết 12 phút đó hay không? Coi đi. Mà nếu mà bạn coi xong đó bạn sẽ cảm thấy được, để đối diện với cái đó nó chỉ là một clip mà tôi bị chửi thôi, còn trong mười mấy năm tôi ngày nào cũng phải bị chửi như vậy hết á, thì các bạn cảm thấy nó là một vấn đề không phải ai cũng có khả năng mà chống lại được cái năng lượng tiêu cực đó. Mà nếu mà bạn nào lỡ dính vô cái đó thì nhân tiện tôi giới thiệu luôn cái clip làm cái nào để kiểm soát cái cảm xúc của mình. Tại vì kiểm soát cảm xúc của mình nó giúp cho mình được nhiều điều lắm. Tôi bị như vậy mà tôi vẫn thoải mái, nhưng có thể làm clip liên tục một tuần ra 3 clip, đề tài đủ kiểu, về tâm lý rồi về lịch sử, về con thú đủ kiểu hết, một cách vui vẻ là nhờ tôi kiểm soát cảm xúc. Các bạn coi clip đó rồi các bạn sẽ thấy ha. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề của cái cô Kimmy này, cô làm một cái clip, cô nói là mình đã kiếm tiền từ Tinder như thế nào và bị chửi, mà hình như là ai chửi cũng đúng hết. Trời đất ơi, vậy cần gì phải coi hết clip 10 phút, anh làm vậy là anh đang kiếm view cho con nhỏ đó đúng không? Không, coi hết clip 10 phút đi rồi sẽ thấy cuối clip đó cô nói thực sự là tự hào về bản thân vì mình có thể xoay sở qua được cái khoảng thời gian đấy vài năm liền luôn nhé. Khó khăn đến như vậy, mình kể ra ở đây là để cho các bạn biết mình đã từng sống như thế nào thôi nhé, chứ không phải là bảo các bạn đem đi áp dụng đâu, đừng như thế. Tôi làm cái clip này không phải là để kêu mọi người làm như vậy, mà để nói cho mọi người biết là tôi đã từng sống như vậy, đã từng kiếm sống để mà tồn tại ở Hà Nội như vậy. Nó
nó khó khăn lắm. Và tôi cảm thấy tự hào vì cái chuyện đó. Nhưng nghe tới đây chắc nhiều người cũng sẽ chửi: trời đất ơi, nó kiếm sống, nó moi tiền của trai mà nó tự hào, anh thấy không? Như vậy là chửi được rồi chứ. Không phải, cô tự hào là bởi vì cô đã sống được ở Hà Nội một cách khó khăn mà vẫn có thể sống được, là vì cô tháo vát, cô kiếm tiền ngay cả những chuyện mà người khác không thể nghĩ kiếm tiền được, như từ cái app Tinder mà không phải đi ngủ với người khác như là những người khác. Đó là cái cô cảm thấy tự hào. Và tôi nghĩ ở một mức nào đó thì cái chuyện tự hào đó nó cũng hợp lý, bởi vì không phải bán mình, tất cả chỉ là dùng cái phương pháp của mình gọi là hustling, làm sao mà để kiếm tiền để mà có thể sống được qua ngày ở Hà Nội, thì đó cũng có thể coi như một chuyện tự hào. Mặc dù đó là chuyện moi tiền của trai, về cơ bản thì nó cũng không có phải là tự hào lắm, nhưng mà để kiếm sống được thì trước tiên nói là cái đó tự hào cũng có vẻ hợp lý. Cổ nói rõ ràng ngay cuối clip: đây không phải là dạy cho mọi người cái cách để mọi người làm như vậy, tôi đã từng làm như vậy, cho nên tôi nói lại đây là những cái tôi đã trải qua, chứ tôi không dạy ai hết. Coi clip đi, coi tới 10 phút đi là sẽ hiểu thôi. Và ngay cả trong cái clip đó, tất cả những cái mà cổ nói ra, như là cái chuyện mà cổ nói về cái vụ mà 3 triệu á, thì đó chỉ là một lần duy nhất thôi, còn những lần khác là những cái cách mà cổ suy nghĩ trong đầu để kiếm tiền sống qua cái ngày tháng khổ ải chạy ăn từng bữa ở Hà Nội. Khi mà mình viết profile của người khác, hoặc là mình giúp một ai đấy làm một cái việc gì đấy trên Tinder, khi mà mình viết profile của họ xong, thế là họ sẵn sàng chuyển khoản cho mình, họ sẵn sàng cảm ơn mình bằng tiền mặt đấy. Về cái phần đó thì các bạn có thể đánh giá hay không đánh giá, nhưng nhìn tổng thể để hiểu được cái ý của cái clip này. Cái clip này nó mang ý nghĩa là nói lại cho mọi người biết là cổ một thân một mình sống ở Hà Nội thì dựa vào cái công việc là kiếm tiền ở trên Tinder. Trong đó có những cách như là 200.000 khi mà cổ đi về thì hầu như những anh trai nice đều cho tiền cổ. Cách viết profile làm sao cho những cô gái thích, trong đó cũng có phần đó nữa đó các bạn, mà bạn không có coi đúng không? Mấy bạn đâu có biết. Tôi coi tôi mới biết nè. Cô nói là cô viết profile Tinder giùm trai, cô chỉ cho trai cái cách đi tán gái, trong đó cô cũng có tiền. Đó là một công việc nó vô cùng bình thường. Chuyện đó các bạn có nên chửi hay không? Không, các bạn chửi mà chỉ coi vô thì nó cũng giống như một cái chuyện nhỏ xíu, giống như là các bạn coi cái clip của tôi. Tôi có clip nói về một cái chuyện là người Bắc cần thay đổi, chỉ cần nghe cái tựa đó thôi thì chắc chắn ô thành bền, phân biệt vùng miền, phân biệt vùng miền. Nhưng nếu các bạn bấm vô coi cái clip đó, các bạn sẽ thấy trong đó comment của người Bắc nói tôi nói đúng rất là nhiều. Coi đi rồi sẽ hiểu, coi sẽ thấy trong đó. Và quan trọng là coi hết cái clip đó, bảo đảm bạn là người Bắc đàng hoàng, có hiểu biết bạn cũng sẽ đồng ý với tôi. Và vấn đề nằm ở chỗ một lần nữa là bạn cần phải coi cho hết trước khi mà các bạn phán xét và chửi một ai đó. Không phải chỉ với cô đó mà với tất cả những người khác, trong đó có tôi. Đặc biệt là các bạn nghĩ coi clip của cái thằng phản động này như thế nào, thì các bạn coi clip của cái thằng phản động này đi, được các bạn coi ở trong đó có cái nào thằng phản động này nói sai hay không. Trong khi thằng phản động nó nói có sách mách có chứng, nó nói từng bài báo nó ghi ra thiệt rõ, tất cả những cái nó nói đều có cái link. Còn những cái đứa chửi ảnh là kẻ phản động thì không có một đứa nào có một cái bằng chứng nào hết, ngoại trừ tao nghe nói. Rốt cuộc ai là người đáng mà để tin hen? Dĩ nhiên là những đứa mà đang chửi anh rồi, tụi nó nói anh phản động là đúng rồi. Trời ơi, bởi vì tôi nghe nói. Và đó chính là một cái vấn đề quan trọng của cái clip này tôi muốn nói nữa. Confirmation bias, thiên kiến xác nhận. Confirmation bias nó là cái gì? Nó là cái cơ bản là bạn mà có định kiến về ai đó thì bạn nghĩ người ta xấu hết. Bạn nói thằng đó xấu là nó xấu, bạn không có quan tâm nó nói cái gì hết trơn, bạn không coi, nhưng bạn chỉ đơn giản là nó xấu. Như bây giờ bạn ghét một ca sĩ, bạn thấy nó hát hay bạn thấy nó làm, bạn thấy nó thở bạn cũng ghét nó nữa. Nhưng nếu bạn để ý kỹ, nhiều khi cái bài nó hát cũng hay. Tôi thấy bữa ông Đạt Ri á, nó là một cái thằng bé mà nó cũng có tiếng tăm, nó có đối xử với bạn gái nó rất là tồi tệ, thì tôi nhìn thấy thằng nhóc này nó có rất là nhiều vấn đề về tâm lý. Cái này là xuất phát từ cái chuyện mà tuổi thơ của nó, bảo đảm tâm lý mà xuất phát đều từ tuổi thơ. Và tôi hy vọng là nếu mà nó coi clip này thì nó nên coi những cái clip tuổi thơ của bạn như thế nào, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiện tại của bạn như thế đó, để nó hiểu và nó chữa cái bệnh tâm lý của nó. Nhưng tôi thấy bài hát của nó thì hay. Bữa coi tôi thấy bài hát nó hay. Nếu mà chúng ta đặt mình vào trong một vị trí kiểu giống như là một người như vậy thì chúng ta nên phải nhìn tổng thể. Giống như trong cái trường hợp của cô Kimmy này, cô nói thì đầu tiên là mình không có phải chạy theo cái herd mentality, không có chạy theo mob mentality, tức là theo tâm lý đám đông cùng chửi là mình nên chửi, và chỉ có nhìn cái clip đó thôi để mà mình chửi, chứ mình không có coi hết cái clip đó. Tại vì như vậy thì mình đang dính cái confirmation bias. Thực ra cái confirmation bias này nó không phải dính chỉ ở cái cô Kimmy đó, bởi vì thực ra mọi người chỉ mới biết cái cô đó thôi, nó cũng không phải cô đó là nổi tiếng vậy trơn. Clip của cổ toàn là mấy ca view của mà. Cái chuyện này á, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng ở hai cái thái cực. Các bạn lên những cái clip mà nói về cô mà hiền hồ á, thì sẽ thấy dưới chửi quá, nó chửi luôn, chửi con nhỏ này là kêu bằng giật chồng của người ta đủ kiểu hết trơn. Đó là các bạn cũng biết cái xã hội nó ghét cái kiểu mà giật chồng như thế nào. Một cái nhỏ con gái mà giật chồng của người ta là kêu bằng kiếm tiền từ trai là ai cũng ghét hết. Nhưng nếu các bạn để ý từ một cái hướng khác thì các bạn sẽ thấy những cô mà làm được cái chuyện mà giật chồng kiếm tiền từ trai á,
rất nhiều người mê và coi đó là một cái đỉnh mà để mình hướng tới. Bởi vì cái bộ phim Chị Em hai ha mấy bạn, đó là một bộ phim dở, tôi đã review cho các bạn coi, nó rất là dở, nhưng cái doanh thu của nó hơn 100 tỷ ở Việt Nam nè mấy bạn, chứng tỏ có rất nhiều người coi để coi cái tâm lý của những cô mà làm cái nghề mà giật chồng làm gái như thế nào để có thể cũng làm được như vậy. Ngay trong bộ phim đó cái nội dung nó là như vậy mà. Ở Việt Nam nó có hai cái luồng suy nghĩ như vậy á, và nó đều là confirmation bias. Và khi dính vào cái cô Kimmy này thì chỉ cần cái title của cái clip của cổ là mình kiếm tiền từ Tinder như thế nào, mọi người sẽ dịch cái title đó ra là đây là cái cách tôi dạy cho những nhỏ con gái khác kiếm tiền, moi tiền từ trai ở trên Tinder mà không cần phải coi hết cái clip đó. Mình kể ra ở đây là để cho các bạn biết mình đã từng sống như thế nào thôi nhé, chứ không phải là bảo các bạn đem đi áp dụng đâu. Đừng như thế, không thì mọi người lại nói là mình đi truyền bá những cái thứ mà nó không chính đáng hoặc là những cái thứ mà nó độc hại, hiểu chưa? Nó là thiên kiến xác nhận, nó là định kiến của chúng ta, và khi đặt vào cái mob mentality, vào tâm lý đám đông, nó biến chúng ta thành một đám đông cuồng nộ không có một chút suy xét gì cả. Đám đông cuồng nộ rất là kinh khủng, mà không bao giờ nó xuất hiện ở cái clip của anh Di Leo khi anh kêu bấm share cái clip này đi, bấm subscribe cái clip này đi, không có. Đặc biệt là khi mà nói tới cái phần mà các bạn ủng hộ cho những cái clip tâm lý hay ho như vậy thông qua hình thức donation nhé. Tới đây là tất cả cùng bịt tai, không có ai muốn nghe, lơ mắt không có nhìn cái đó luôn. Thiệt á, nó là một cái chuyện rất là kỳ lạ, nó cũng là confirmation bias. Và cái quan trọng nhất, nó ảnh hưởng tới cái chuyện gì sao người ta chửi cái cô này như điên mà không coi hết clip của cổ, là bởi vì TikTok có liên quan gì? Trời ơi, đây là một cái clip YouTube mà. Trời ơi là trời, anh nói gì làm lại là ghét TikTok lắm không? Không, tôi có ghét TikTok. Tôi cũng có một cái kênh TikTok, mặc dù cái kênh đó nó không có bao nhiêu view hết, nhưng mà vẫn phải làm. Và tôi sắp làm lại cái kênh đó rồi. Thì vấn đề nó nằm ở cái chỗ là TikTok nó làm cho các bạn mất khả năng tập trung. Attention span của mấy bạn càng lúc càng tệ. Khả năng tập trung nó quan trọng vô cùng, bởi vì nó giúp cho bạn có thể một khoảng thời gian dài ngồi tập trung để có thể biến kiến thức từ những cái tờ giấy, những cái trang giấy, từ những cái bài dài khó khăn biến thành những cái kỹ năng ở trong đầu của bạn, để bạn đi ra ngoài bạn hiểu được thế giới thông qua cái kiến thức đó. Thì hiện tại attention của bạn quá kém do coi clip nhảm, clip ngắn quá nhiều ở trên TikTok, và nó dẫn tới bây giờ một cái clip chỉ có 10 phút mà thôi, bạn có thể tăng tốc lên gấp 2 lần, kéo dài xuống chỉ nó còn 5 phút thôi. Tôi coi là tôi coi nhiều đó mấy bạn, nhưng các bạn không đủ khả năng tập trung để coi nữa, cho nên các bạn chỉ nhào vô chửi cổ thôi, chứ không có nhìn thấy được cái clip đó là một cái clip nói về cái kỷ niệm, về con người hồi xưa của cổ. Và nếu bạn bấm vô cái kênh của cổ, bạn sẽ thấy những cái bài khác, trong đó có nói mình đã từng là một người sợ cô đơn tới như thế nào, mình đã từng chờ ai đó tới cứu, và tất cả những cái tâm trạng, những cái suy nghĩ của cổ đều nằm ở trong quá khứ. Cổ nói lại để cho mọi người hiểu là tôi quá khứ đã từng mất dạy như vậy, tôi đã làm những cái chuyện như vậy nè, và bây giờ tôi không muốn mọi người làm như vậy nữa, và làm như vậy thì nó tốt hơn. Tôi không có ý là kêu mọi người nên coi kênh của cổ, coi kênh của tôi thì nhiều thì tốt hơn, tại kênh tôi nó xịn, nó hay ho lắm mấy bạn. Bấm subscribe, bấm share đi, donate cho những cái này đi, bởi vì có những cái clip mà nói thiệt bạn không kiếm được ở đâu, như là cái clip nói về cái chuyện cái cô giáo mà cắt tóc học sinh ở tỉnh Vĩnh Phúc, nó có liên quan gì tới cái chuyện Sài Gòn là một cái tỉnh mà phát triển nhất cả đất nước này, và liên quan gì tới cái chuyện là Việt Nam Cộng Hòa? Các bạn coi clip đó các bạn sẽ hiểu. Nghe thôi, các bạn đừng để cái confirmation bias, cái thiên kiến xác nhận đó theo kiểu ui Việt Nam Cộng Hòa kia quá phản động, phản động, phản động. Coi đi để rồi hiểu. Tại vì cái clip đó nó nói tới cái vấn đề cốt lõi quan trọng nhất, đó chính là giáo dục. Khi mà các bạn có giáo dục mà tốt, các bạn có cách suy nghĩ tốt, thì các bạn sẽ có thể bình tâm suy xét, không bị cuốn theo cái dòng cuồng nộ của đám đông, mà các bạn sẽ nhìn thấy sự vật một cách rõ ràng hơn. Và trong trường hợp này, các bạn sẽ thấy các bạn chửi cô đó là sai. Coi hết clip rồi sẽ thấy thực ra chuyện của cổ là một chuyện bình thường, nó chỉ là opinion của cổ thôi. Và cổ không dạy ai khác để trở thành một đứa kiếm tiền ở trên Tinder như vậy. Dĩ nhiên cái cách cổ nói xong thì rất có nhiều người sẽ nói ok vậy mình cũng sẽ bắt chước, nhưng đó là vấn đề của những người đó chứ không phải là ý của cổ. Tóm lại, làm sao để cho chúng ta đừng bị chạy theo cái mob mentality, đừng để bị đám đông cuồng nộ đẩy đi xa bởi vì cái confirmation bias, cái thiên kiến xác nhận chúng ta đã có sẵn, và cần phải làm sao để tránh bị cái attention span của chúng ta ngày càng ngắn lại, mất cái khả năng tập trung. Đó là những thứ tôi muốn nói trong cái clip ngày hôm nay, và nó vô cùng quan trọng, bởi vì nếu bạn không làm được như vậy, bạn sẽ rất dễ bị người khác điều khiển bạn. Bạn chỉ có như là một bầy cừu đẩy đi thôi, và chỉ cần 5% thôi, chỉ cần 5% người kéo xách động thôi là 95% những con cừu còn lại sẽ chạy theo. Đó là kết quả của giáo sư Krauss đã làm trong một cái thí nghiệm vào năm 2007, là ổng đã thử cái thí nghiệm đó và ổng phát hiện ra con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi mob mentality như thế nào.
Và tôi hy vọng cái mob mentality đó cũng sẽ giúp cho các bạn bấm share cái clip này, bấm subscribe cái kênh này và donate cho cái kiến thức hay ho đến từ cái kênh của anh Dừa Leo, chỉ thông qua cái chuyện nói về một cô gái, nói về một cái chuyện là cổ đã từng kiếm điền trên Tinder và bị chửi như thế nào thôi. Quá hay đúng không? Share đi, subscribe đi, donate đi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp trong clip khác.